Như vậy là ván đấu thứ năm sẽ được bắt đầu với quyền phát bóng của Tuyết Hoa. Phạm Thiến điểm cho VTV Bình Điền Long An 1-0. Của libero Phạm Thị Liên bên phía thông tin Liên Việt Postbank. Liên tiếp hai điểm được ghi cho VTV Bình Điền Long An khi bước vào ván thi đấu thứ năm này. Tuyết Hoa tiếp tục giao bóng. Quyền phát bóng đã trở về với thông tin Liên Việt Postbank ở điểm số 1-2. Âu Hồng Nhung Đỗ Thị Minh và dứt điểm chính xác của Đỗ Thị Minh. Đội trưởng bên phía thông tin Liên Việt Postbank đã đưa ván đấu thứ năm trở lại thế cân bằng, điểm số là 2-2. Âu Hồng Nhung tiếp tục thực hiện quyền phát bóng. Ngọc Hòa đã đưa bóng đi ra ngoài và điểm thứ ba thuộc về cho thông tin Liên Việt Postbank ở ván đấu thứ năm 3-2. Ba điểm liên tiếp được ghi cho thông tin Liên Việt Postbank. Đó là một pha dứt điểm chính xác của Nguyễn Thị Mỹ Nga. Bây giờ sẽ là quyền phát bóng của Ngọc Hòa bên phía VTV Bình Điền Long An. 3-0. Điểm 3 đổi ra bóng về cho thông tin Liên Việt Postbank. Một trận chung kết của nữ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia BVR năm 2014 thực sự kịch tính và thực sự rất đáng xem khi mà VTV Bình Điền Long An đã thể hiện một phong độ thi đấu rất tuyệt vời và luôn đeo bám điểm số với đối thủ. 4-0 để ra bóng về cho VTV Bình Điền Long An. Bích Trâm một pha dứt điểm nhanh của Bùi Thị Nga. 5-4, thông tin Liên Việt Postbank lại vươn lên dẫn điểm ở ván đấu thứ năm. Những pha bóng sở trường của Bùi Thị Nga, những pha triển khai tấn công nhanh của truyền hài Nguyễn Linh Chi luôn mang đến những sự bất ngờ và Bùi Thị Nga đã tận dụng thành công những cơ hội như vậy. 6-4, 7-4 nghiêng về thông tin Liên Việt Postbank. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hải đã phải sử dụng quyền hội ý đầu tiên trong ván thi đấu thứ năm này. Sự cẩn trọng là điều cần thiết mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Hải đang phải sử dụng, bởi cho đến thời điểm hiện tại, thông tin Liên Việt Postbank đã vượt lên dẫn điểm và tạo một khoảng cách là 3 điểm trước VTV Bình Điền Long An.
7-4 là điểm số hiện nay. Và ván đấu thứ 3 chỉ được diễn ra đến điểm số thứ 15. Chính vì thế huấn luyện viên Nguyễn Văn Hải cần chấn chỉnh lại tinh thần thi đấu của các học trò mình trong khoảng thời gian còn lại của ván đấu mang tính chất quyết định như vậy. Phạm Thị Yến sẽ tiếp tục nắm quyền phát bóng. Đẹp cú đánh quá nhẹ của Phạm Thị Yến. Đúng ra thì đó là tình huống mà Phạm Thị Yến cần phải xử lý một cách an toàn hơn khi đưa bóng sang phần sân của đối phương. Điểm là 5-7. Để giao bóng cho thông tin Liên Việt Postbank 8-5. Và bây giờ cả hai đội sẽ phải đổi sân để thực hiện tiếp theo những điểm số còn lại của ván thi đấu thứ 5. 8-5 nghiêng về cho thông tin Liên Việt Postbank ở ván đấu thứ 5 này. Đỗ Thị Minh phát bóng. Và đánh bóng chạm tay trắng đi ra ngoài của Nguyễn Thị Thanh Thúy. Và điểm thuộc về cho VTV Bình Điền Long An 6-8. Lỗi thuộc về Thanh Thúy và điểm thuộc về cho thông tin Liên Việt Postbank 9-6. Bùi Thị Nga sẽ thực hiện quả phát bóng ở điểm số 9-6. Tình huống phán đoán không tốt của Trần Thị Tuyết Hoa đã mang về điểm số thứ 10 cho thông tin Liên Việt Postbank ở ván đấu thứ 5, 16. Bóng vẫn trong cuộc. Thanh Thúy. Một nỗ lực rất đáng khen của thông tin Liên Việt Postbank. Cuối cùng phần thắng trong tình huống bóng vừa rồi đã thuộc về thông tin Liên Việt Postbank 11-6. Đó là pha dứt điểm thành công của Phạm Thị Thu Trang. Số 6 bên phía thông tin Liên Việt Postbank đã tận dụng thành công cơ hội mà đồng đội mình đã tạo ra. 11-6 là điểm số hiện nay nghiêng về cho thông tin Liên Việt Postbank ở ván đấu thứ 5. Bây giờ thì VTV Bình Điền Long An và thông tin Liên Việt Postbank sẽ tiếp tục trở lại sân để thực hiện phần còn lại của ván thi đấu thứ 5. 11-6 nghiêng về cho thông tin Liên Việt Postbank. Bùi Thị Nga phát bóng. Đổi ra bóng cho VTV Bình Điền Long An ở điểm số 7-11. Sẽ là tình huống phát bóng dành cho Thanh Thúy.
không. Như vậy Thanh Thúy sẽ rời sân để nhường chỗ cho số 8 Đoàn Thị Khang. Giờ đây sẽ là quả phát bóng của Đoàn Thị Khang bên phía VTV Bình Điền Long An. 7-11. Ông Hồng Nhung đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 12-7. Thông tin Liên Việt Bắc Bang đang tiến gần đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của mình. Và đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp họ bước lên ngôi cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu như Thông tin Liên Việt Quốc Bang vượt qua VTV Bình Điền Long An trong trận đấu ngày hôm nay. Phạm Thiến, Ngọc Hoa, Âu Hồng Nhung vẫn còn tranh chấp. Và cuối cùng thì Phạm Thiến đã thành công điểm cho Thông tin Liên Việt Postbank 13-7. Không còn nhiều cơ hội dành cho VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta cũng phải dành những lời khen ngợi dành cho các cô gái của VTV Bình Điền Long An với những gì mà họ đã thể hiện, với những gì mà họ đã cống hiến trong trận chung kết này. Điểm cho Thông tin Liên Việt Postbank 14-7. Nụ cười của đội trưởng Ngọc Hoa sau tình huống dứt điểm không thành công dường như đã nói lên tất cả. VTV Bình Điền Long An dường như cũng đã chấp nhận vị trí á quân ở mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia BVOI năm 2014. Đổi giao bóng về cho VTV Bình Điền Long An, điểm 8-14. Việt Quốc Bank đã thành công trong việc bảo vệ ngôi hậu của mình tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2014. Năm thứ ba liên tiếp Thông tin Liên Việt Quốc Bank bước lên ngôi cao nhất ở nội dung bóng chuyền nữ sau khi vượt qua VTV Bình Điền Long An sau 5 ván đấu với các điểm số 25-16, 25-27, 25-16, 23-25 và 15-18. Quý vị